ở lĩnh vực phát triển kinh tế. Thông qua mô hình dân vận khéo, đã tập hợp được sự đoàn kết, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân trong sản xuất kinh doanh, hướng đến việc mỗi nhà, mỗi thôn đều sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Hiện bây giờ thì nhân dân người ta lại học hỏi nhiều, cũng biết cách trồng và cũng có nhiều mô hình trồng mới, thu nhập của hàng năm nhân dân cũng rất là cao. 158 hộ và đã có 132 hộ là thoát nghèo rồi. Đặc biệt, phong trào dân vận khéo ở Lào Cai đã gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, mang lại những động lực mới, phát huy mọi nguồn lực xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân. Ok, thông bây giờ mùa này khoát rồi. Bây giờ kiểu này bây giờ mình phải xanh này, xay xiết này, mình phải làng hót rát này, mình phải làng cổng này. Thế bây giờ mùa này là để hơn một tí rồi. Một sáng tạo riêng có của Lào Cai trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng là mô hình ban tuyên vận xã, phường, thị trấn, tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố. Hệ thống 1.545 tổ tuyên vận với 4.635 thành viên tại các thôn, bản, tổ dân phố đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối thiết thực giữa nhân dân với đảng, chính quyền. Nhờ vậy, những sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước, của tỉnh, những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã đến được với nhân dân theo những cách sáng tạo và hiệu quả nhất. Trong gia đình có bạn nào mà dùng Zalo, dùng điện thoại thông minh ạ, thì em sẽ tuyên truyền qua điện thoại cũng như trên Zalo. Trên này cũng lâu lúc không có sóng thì bọn em cũng tuyên truyền đến một nhà này thì bảo nhà này tuyên truyền hộ thì tuyên truyền bằng mọi hình thức. Với hơn 6.000 mô hình dân vận khéo, công tác dân vận ở Lào Cai đã góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nguồn lực phát triển mạnh mẽ cho vùng đất địa đầu biên cương Tổ quốc.